Dạ em mời anh Lâm Văn Hà. Chào anh Lâm Văn Chào Hà. anh ơi, chào 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 anh Lâm hết, Văn chào Hà. chào anh chủ diễn đàn, chào cả nhà, chào hết mọi người. Dạ chào anh. Ok, ở đây mình nói các anh các chị nghe cái chỗ này nè. Thật sự á, Lâm Hà mong muốn tất cả bà con trong nước á, đừng bao giờ nghe cái bọn ở bên hải ngoại này, đó là mình nói thật. Đủ má phải nói là nó ăn xong rồi nó quẹt mỡ, thấy không? Nó quăng lựu đạn lắm, thấy không? Cái thằng phần á, không không đi làm cũng có hưởng, thấy không? Cái phần đó đông nhiều lắm, thấy không? Nằm nằm ở nhà nó địch xong rồi nó đẻ ra rồi nó hưởng tiền nhà nước. Tiền ở đâu? Không có tiền á, những thằng phần á, những người mà làm ăn lương thiện á, đi làm mình đóng thớt chết mẹ công lưng đi làm, thấy không? Đó á. Rồi nó ăn ở nhà nó địt không à, nhiều lắm, cái thằng phần nó nhiều lắm. Còn có nhiều cái thằng mà đấu tranh ở ở bên hải ngoại này nè, nói là coi như là đảng cộng sản không lo cho dân, đỡ dân ngủ hầm cầu này chứ nào. Nó thật sự á, để mình nói cho nghe, ở Mỹ này cũng đầy á, cái thành phần đó là hút ke ma túy nè. Không chịu đi làm ăn nè, lường gạt nè, nhiều lắm. Mình nói đã bữa nào mình đi tới những cái địa điểm đó mình quay mình đưa lên cho ở trong nước nước mình nhìn thấy, thấy không? Nói chung là ở bên Mỹ này nhiều lắm, các anh các chị ở trong nước à, đừng có nghe cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này. Tôi khuyên một điều, thấy không? Các anh các chị có cái mái ấm gia đình thật sự rồi, mình hãy nên lo mái ấm gia đình của mình, đừng nên ai vua mà đừng nên nghe bất kỳ những cái bọn mà đấu tranh giả dạng ở bên đây nè, nó lừa đảo nó lường gạt để nó chuộc lại cái bản thân cá nhân thôi. Cuối cùng anh chị em trong nước nghe tụi nó vô tù ngồi, tụi nó đâu có giúp gì được các anh các chị đâu. Đúng rồi. Cái hậu quả các anh các chị tự chuộc chuốc lấy, tự làm khổ cho bản thân thôi. Cuối cùng mình vô trong bốn cái tường mình ngồi, ở ngoài vợ mình đâu chịu được, nó đi ôm mình khác, thấy cái hậu quả mình ra chưa? Đúng rồi, đúng Đó rồi. là tôi nói thật đó, đừng nghe và đừng tin. tại anh sao anh hồi anh trước anh kia tại sao hồi anh anh trước kia tôi lại lên tôi là chữ đảng cộng sản này cái nào, mà bây giờ tôi mới nhận thức được ra cái sự sai trái của tôi. Tôi mới thức tỉnh được cái bộ mặt thật, cái lũ đê tiện khốn nạn ở bên hội ngồi này nó kích động mà nó suối dại mà thôi. Rồi anh muốn nói thì nói đi. Em xin hỏi anh thế này, trước tiên á thì em rất cảm ơn anh, tức là mà anh đã có cái sự nhìn nhận nó rất là đúng đắn và có những cái lời khuyên chân thành nhất đối với những người dân ở trong nước, đừng có nghe lời những thành phần gọi là phá hoại ở bên kia. Đúng Có rồi. vấn đề em hỏi thế này nè anh nè, em muốn hỏi anh thì anh có thể trả lời hoặc không thì tùy anh thôi. Ok. Tức là em vừa mới xem được cái đoạn clip của ông Vũ Hoàng Lân của phố Bosa đó, thì ông ta đi quay cái trực tiếp cái cảnh là ở cái quán cà phê Gypsy gì đó, của là cái chỗ đó theo em hiểu là cái khu của người Việt bình thường tụ tập vào đó để uống cà phê. Thì cái quán đó thường xuyên là bị gọi là phá hoại, ví dụ như đập kính nè, rồi phá bàn ghế vân vân và mây mây. Thì những trường hợp như vậy á thì những người ở cái cộng đồng ở đó mà thường 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 mà mang cái danh gọi là đấu tranh, nhà đấu tranh rồi đó, họ có lên tiếng hay không, là cái đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa thì có những cái trang tin đó anh, những trang tin mà trên Facebook á, họ cập nhật về những trường hợp bên đó, ví dụ như là người Việt của mình, người gốc Việt của mình bị những người bản xứ, người bản xứ nhưng mà không biết người gốc gốc quốc gia nào thôi, có những gọi là cướp bóc nè, thậm chí là hãm hiếp rồi đốt xác, rất rất là nhiều trang tin nó đưa 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 rất là nhiều trường hợp như vậy. Thì với những nhà đấu tranh bên kia đó, nhà đấu tranh bên kia thì chưa bao giờ tụi em mà nghe họ lên tiếng về cái điều đó. Thì vấn đề tụi em cũng rất thắc mắc là, thứ nhất là cái trang tin đó có thật hay không, thứ hai và nếu mà có thật đó thì tại sao những người kia họ họ luôn kêu họ kêu gào là họ đấu tranh cho người dân Việt Nam thế này thế nọ, mà ngay tại cái chuyện xảy ra ngay tại cộng đồng bên đó thì họ lại không lên tiếng. Thì em đang thắc mắc ở hai điểm này, thì nếu mà thuận tiện mà anh cảm thấy nó phù hợp đó, thì anh có thể chia sẻ cho anh em tụi em biết được thêm một góc nào về vấn đề đó không ạ? Ok.
Cái đầu tiên á, thật sự mình không ở cái ở bên Cali, mình không có rành gì cái quán mà anh đã nói. Cái nào biết thì mình nói, mình không biết là thôi. Thật sự mình ở tiểu bang khác, mình không có ở bên Cali, mình không biết. Nhưng mà mình nói chung á, cái những cái thành phần mà đi tụ tập mà tới những cái quán ăn chơi nhiều chuyện á, nó nhiều lắm. Nó đua đòi rồi nó bày đàn bày lối đó đi, bày vẽ ra để mà có cái chuyện ra thôi. Cái những cái thành phần đó đó là lường biến, không chịu đi làm ăn, mới tới những cái địa điểm đó thôi. Còn những cái người người ta không có thời gian, người ta đâu có rảnh háng đâu, người ta tới cái chỗ đó người ta ngồi tới nhiều chuyện. Gọi là bà tát. Gọi là đúng rồi. Đó. Còn cái thứ hai anh nói thì cái đó theo em nghĩ chắc chắn 100% là phải có. Tại sao? Có họ mới đưa lên. Còn cái bọn mà chống cộng á, nó có bao giờ nó đem cái này lên để mà nó nói sự thật ra cho tất cả mọi người ở trong nước và ngoài nước biết không? Nó giấu nhẹm đi. Nó giấu nhẹm. Hiểu không? Nó giấu nhẹm để làm gì? Lúc nào cũng nó cũng soi bói trong đất nước Việt Nam, nó nói là cộng sản giết hại dân, cộng sản không lo cho dân. Nhưng mà cái xấu ở bên Mỹ nó có bao giờ nó đem lên nó nói không? Nó phải bao che. Nó phải bao che đỡ chi? Đỡ nó tìm những cái xấu xa ở trong đất nước nó đưa ra, nó dựng chuyện lên nó nói. Nhưng thật sự cái đất nước nào nó cũng có cái kẽ hở, đất nước nào nó cũng có cái sự xấu. Trời, đúng rồi. Mình đừng, mình nói là mình nói chung. Nhưng mà cái bọn chống cộng cực đoan ở đây nè, hãy tin tôi đi. Không bao giờ nó đem lên nó nói đâu. Nó nói thì sợ những anh chị ở trong nước nói tại sao đất nước Mỹ tụi bay không lo, tụi bay không đưa lên, tụi bay nói thì là đi. Tại sao tụi bay đem ở trong nước tụi bay nói xấu đất nước, mà đất nước có cái gì xấu mà tụi bay đem lên. Nó cho nên nó phải bao che. Nó là theo cái quan niệm mình suy nghĩ. Nhưng mà mình bảo đảm chắc chắn 100% điều đó nó có cho không phải không. Nhưng bây giờ như tôi nè, ví dụ như tôi muốn chữ anh đi, tôi tìm một cái gì đó xấu dân, tôi chữ anh. Anh mới dục miệng anh nói không phải đất nước mày ở mày cũng xấu vậy, chứ có bao giờ tôi đem ra tôi nói tôi nói đủ có, nó tốt chứ nó đâu xấu đâu. Mà anh cũng đâu có biết ở bên này là như thế nào, đúng không? Dạ, đúng rồi. Những anh chị ở bên đây họ nhận thức cái sự sai trái, họ đem lên họ nói. Cũng như từ lúc mà tôi quay đầu tôi thấy cái sự bất công, tôi nhận thức được ra. Bây giờ tụi nó nói tôi bưng bôi cho cộng sản, đậu bôi cho cộng sản, bắt tay với cộng sản nuôi tôi, không phải cộng sản nào nuôi tôi đi làm chất biểu mẹ tôi luôn. Nhưng mà họ nói là chuyện của họ. Đúng rồi. Đường mình là mình cứ đi. Đúng rồi. Không ai nuôi mình cả. Anh hiểu em nói không? Dạ dạ em hiểu, em hiểu anh. Do nên cái chỗ đó đó, những cái gì tôi nói là tôi nói sự thật. Tôi nói trong lòng, cuộc đời tôi chết chỉ một thôi. Thằng nào con nào muốn giết tôi tới đây giết. Sự thật cũng vẫn là sự thật. Đừng nên bao giờ lấp liếm, đừng bao giờ mà vô khống chập mũ. Có thì hãy nói, còn không có thì câm cái mồm lại. Vậy thôi, đất sách. Dạ. Tôi phiền tất rất cả là anh chị em. Tôi phiền tất cả anh chị em ở trong nước, nhất là ở trong nước á, những cái điều gì tôi nói lên là đúng sự thật. Hãy tin tôi. Dạ. Tôi ở đây tôi không có bưng bô cộng sản. Đúng rồi. Cộng sản không có nuôi tôi. Không ai nuôi cộng tôi, nào bên tôi đó đi làm. Tôi tự đi làm, tôi tự kiếm đồng tiền, tôi tự nuôi bản thân. Không ai tốt đỡ mà cho tôi chén cơm. Không ai nuôi tôi được cả. Phạm tội gia đình tôi còn chưa nuôi tôi nữa mà. Đúng rồi anh. Cộng sản đâu mà nuôi. Nhưng cái lũ chống cộng cực đoan ở bên này nó vô khống, nó chập mũ đặt điều đủ hết á. Đỡ cho mình nản lòng. Nhưng mà mình sống ở cái xã hội, mình phải có cái sự lập trường cho mình. Mình đừng nghe người ta nói rồi mình lung lay rồi mình hủy hại cái thân thở mình. Đừng nên. Mình sống là sống cho mình. Mình đã sống cho ai cả. Kẻ nói ra người nói vô mà, dư luận mà. Họ thương thì ít mà họ ghét thì nhiều. Chỉ cần sơ hở cái câu nói thôi
sớm cả bầy cả lũ vô ghét mình, mà họ đâu có làm gì được mình đâu. À, em nói vậy thôi, à, mong anh chị em cô chú bác ở trong nước hãy tin tôi đi, đừng nghe lời. Tin chứ anh tức là anh nói thì tụi em hiểu và tụi em tin những gì anh nói. À, cũng có cái câu chuyện thế này nè anh Lâm Văn Hà, tự em thấy nó rất là tức cười. À, anh em bên này thì anh cũng biết rồi đúng không, chỉ là những người dân thôi chẳng là gì cả. À, mình thấy họ những thằng bên kia họ mắc cười ở điểm này nè anh. À, thí dụ họ lấy chiêu bài gọi là họ ghét cộng sản đúng không, họ ghét cộng sản, họ ghét cái giới lãnh đạo thế là vân vân mây mây để họ chống phá. À, thì cái đó là cái quan điểm cá nhân của họ thì mình cũng hiểu thôi đúng không. Nhưng mà có vấn đề thế này nè anh, vấn đề thế này em hỏi anh chứ, à, cái bóng đá, cái thể thao đó nó liên quan gì tới chính trị, nó liên quan gì tới cộng sản đúng không ạ? Mỗi lần đội tuyển Việt Nam ví dụ mình giành chiến thắng thì mình là người dân Việt Nam mình phải vui mừng, mình phải tự hào về cái những đứa trẻ, những đứa em ở người dân Việt Nam họ làm lên cái điều gì đó cho đất nước đúng không? Thì những thành phần em hiểu anh nói rồi. Em hiểu anh nói rồi. Ok, em chặn nghe lúc này nè. Đây nè, nó mượn cái cớ đó mà nó đè cái cớ này xuống để nó chửi cộng sản chứ không gì hết á. Chứ không có gì hết á. Nó mượn cái cớ này để mà đem cộng sản rồi nó chửi, nó nói là cộng sản không lo cho dân, đất nước lạc hậu này kia nọ, không lo cho dân, không có này kia nọ, bày đặt tổ chức bóng đá này kia nọ. Đúng không? Nó mượn đủ trò đó, em hiểu anh nói rồi. Cho nên em mới nói đừng nghe và đừng tin những cái lời gì tụi nó nói, nó bịa đặt ra hết rồi, nó kích người dân ở trong nước đó mà làm ra cái chuyện tồi bại rồi cuối cùng người dân đi tù chứ tụi nó không có làm. Điển hình như thằng Akhil nè, thằng Đào Minh Quân nè, nó thấy không? Thằng Đào Minh Quân nó lấy đất tổ không làm khổ dân, lo cho dân nhà, cấp cho dân nhà ở nè, lo cho dân hàng tháng nè, cất xây bệnh viện đó mà chữa trị cho dân nè. Địa cụ tổ nó có bao giờ nó lo được cho dân chưa? Hả? Đó, điển hình như bà Angel Phan đó, thấy không? Nghe lời Đào Minh Quân. À, cuối cùng bây giờ bà Angel Phan bà ngồi trong tù hỏi thằng Đào Minh Quân. Đào Minh Quân nó không phải là người của nó. Thấy chưa? Trước mắt không? Thấy chưa? Đó, đại tư dẫn chứng gì? Ở bên này là cũng chẳng hạn như có Đảng Việt Tân đồ nè. Rồi tôi hỏi anh nè, có cái đất nước nào mà họ chấp nhận cho hai cái chính phủ để lập quân đội để mà làm ba rồi ra cái hạm đội này kia nào không? Mà thằng Đào Minh Quân đúng nó rồi. Nói đó, nó nói nó có hạm đội nè, nó có máy bay nè, thấy không? Lâu đầu cái thằng IQ vô hỏi nó, thằng cậu nó đóng được bao nhiêu chiếc hạm đội rồi, lo cho dân được bao nhiêu cái nhà rồi. Rồi bao nhiêu chục mấy chiếc máy bay rồi. Bây giờ thằng Đào Minh Quân nó tốn cái lỗi nào vậy? Ủa anh vậy là cái thông tin mà Đào Minh Quân là cậu của Huawei là đúng sự thật anh hả? Đúng, tôi xác nhận là đúng mà. Dạ dạ. Tôi hiểu tôi làm mà. Dạ dạ, cảm ơn anh. Bởi vì tại sao mà thằng Đào Kiêu nó không phải bao che cái thằng chó để Đào Minh Quân này? Thằng chó để Đào Minh Quân là thằng nào? Dạ dạ. À, em hiểu. Ba mẹ nó trốn, nó ở trong nhà như một con chó, nó có bao giờ nó dám ra đường không? Dạ. Có một cái điều này em hỏi anh nè, để xem có đúng không ha. Tức là những gì qua những gì anh đã chia sẻ với mọi người á, em rất đồng tình. Và có phải ý câu hỏi của em đặt ra là có phải chính vì anh đã trước đây anh đã nghe họ là gì, họ đưa ra một những cái gì đó nó rất là mượt mà nó rất là mỹ miều là đấu tranh vì đồng bào tôi, đấu tranh cho nhân dân tôi đúng không? Nó làm cho anh bị choáng ngợp. Và chính đúng. Vì khi cái quá trình anh tham gia anh mới nhận ra cái bản chất thật của những con người này đó là gì. Nó lòi đuôi ra. Chính vì vậy anh lòi cái đuôi ra, chính vì vậy thì anh cảm thấy rằng là cái chuyện anh làm trước đây là anh toàn đã bị lừa mị và một cách nào đó là nó sai trái. Dạ, nên anh có động thái là coi như là anh quyết định anh dừng lại đúng không ạ? Chính xác. Không có xác thật. Không có đúng. Vì cái chỗ đó mình mới nhận thức được ra cái lũ chó bên này nè. Nó làm cho cái con người phải nghe lời đi theo nó. Mà cuối cùng té ngửa ra đó là cái hậu quả mình đã gây ra.
anh hiểu anh nói không? Anh hiểu dạ dạ nó cho nên nó tôi khuyên tất cả mọi người trong nước á hãy lo cái nồi cơm của mình hãy lo cái đít vợ của mình đi, đó là tôi nói thật. Em hiểu. Nếu tôi ở trong nước á, tôi nói thiệt á, tôi có vợ tôi thà tôi ôm đít vợ tôi sống, tôi không có tội tình gì tôi phải vô tù tôi ngồi. Dạ đúng đó, tôi nói thật. Dạ. Không có ai lo cho mình đâu, mình có chuyện gì vợ con mình nó lo chết mẹ luôn, tội nghiệp nó. À, em cảm ơn anh nha. Bên dạ, này chung rồi. Chung với thân có muốn hỏi anh Hà gì không, trước khi anh Hà xuống kìa, chung với thân có muốn hỏi câu nào không? Dạ có anh Hà, thì ý em muốn nói với anh vậy nè, tức là ngoài cái yếu tố mà những người mà theo người ở trong nước thôi thì mới đi tù, còn lại các anh ở bên đó thì không, nhưng mà ý em nói là ngoài cái yếu tố mà là người dân ở trong nước mà tin theo lời của những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, ví dụ như tổ chức về của Đào Minh Quân hoặc là Việt Tân hoặc là như Đỗ Hoàng Điềm chẳng hạn, là những cái thành phần đó, thì người dân ở trong nước cái hậu quả là chống phá đất nước và vi phạm pháp luật và kết quả là phải đi tù là một cái điều. Mà cái điều thứ hai ở đây á, là ý em muốn nói là những người như anh tin theo đó thì một cái yếu tố là anh nhìn ra là người dân mà tin theo đó thì đi tù, còn một yếu tố nữa là anh nhìn nhận những cái lời nói của tụi nó có phải là sự thật hay không về tình hình đất nước Việt Nam hiện nay. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa, tức là những cái bất cập ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở Mỹ thôi, thì nó có thật sự là đã được đoàn kết với nhau hay không, tức là làm một cái việc gì đó có cái sự đoàn kết hay chưa, có sự giúp đỡ yêu thương đùm bọc lẫn nhau hay chưa, và cái thực tế ở trong Việt Nam những cái tổ chức đó đưa cái thông tin cho anh biết là nó có thật sự nó diễn ra đúng với tình hình thực tế hay không. Thì xin mời anh. Thật sự nói chung là cái sự đoàn kết ở bên Mỹ này em thấy không có, không bao giờ có. Nó cấu xé, nó chém giết lẫn nhau, hiểu không? Nó muốn cái quyền lợi cho bản thân cá nhân nó thôi. Nếu anh nói anh đấu tranh, anh phải có cái sự đoàn kết, anh phải có cái sức mạnh. Còn anh đấu tranh mà anh không có cái sự đoàn kết, anh đấu tranh cho ai? Cái nồi cơm anh lo chưa xong mà anh đi nói anh đi đấu tranh, mà anh đấu tranh cho ai? Anh muốn đấu tranh cho người dân là anh phải đấu tranh cho vợ con anh trước, anh phải lo cái nồi cơm vợ con trước cái đã, rồi anh mới tính tới cái xã hội. Em xin phép xin lỗi anh cái đoạn này nè. Theo anh á, theo anh với những gì anh đã tìm hiểu và anh đã cập nhật và anh đã thấy á, thì đối với người dân Việt Nam trong nước có cần phải có ai đó đứng ra đấu tranh cho họ nữa hay không? Không cần. Dạ. Theo em nghĩ không cần. Dạ. Đó là theo bản thân cá nhân em, không cần đâu. Dạ. Bây giờ anh đấu tranh, anh nghĩ anh đấu tranh được không? Anh làm được không? Luật pháp của Việt Nam có cho anh cái quyền đó chưa? Không anh Hà ơi. Cái vấn đề là không phải là làm được hay không làm được, mà người dân Việt Nam vẫn đấu tranh với cái xấu hàng ngày anh, là cái việc nó đúng anh. Tại à, vì anh thấy cái sự bất công, chẳng hạn như mấy anh công an ở trong nước làm những cái điều sai, mình có quyền lên tiếng, mình đưa lên cấp trên, đỡ cấp trên đỡ mình nhìn ra cái sự thật, đỡ mình giải quyết cho nó tốt đẹp, nó tốt đẹp tất cả mọi người. Đúng rồi, đó là cái đấu tranh với cái xấu trong xã hội là được nhà nước và luật pháp cho phép, chứ không cho phải là đấu tranh để lật đổ chính quyền, tức là chính lật xác. Đổ đất nước là không được. Cái chính chuyện xác. Đó là rõ ràng. Chính xác. Là như thì đó, thì cái vấn đề chính đó, cái vấn đề chính đó là em muốn hỏi anh đó là em những gì anh thấy á, thì với cái chính quyền hiện tại thì người dân trong nước có cần phải đâu phải cần ai đó đấu tranh cho họ nữa không? Bởi vì đúng rồi. Theo như cá nhân em nè, em cảm thấy là em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Mặc dù đâu đó vẫn còn những cái chuyện này chuyện kia,
Nhưng qua những cái hành cái công chuyện đại khái chúng ta nói về cái công việc đốt lò của bác Nguyễn Phú Trọng á, thì chúng ta thấy được rõ ràng Đảng Cộng sản họ có nhìn về người dân mà, họ chăm lo cho người dân mà, cho những con sâu con mọt thì họ triệt phá mà, đúng không? Tôi rất là hài lòng ông Trọng ông làm. Dạ. Ông làm cái điều đó tôi rất là hoan nghênh và tôi rất là hài lòng. Dạ. Đỡ cho những người sau này họ nhìn nhận cái sai trái, họ không có vướng vào nữa. Dạ. Tôi đồng tình cái này. Dạ. Tôi mong muốn ông làm như vậy để đất nước sau này càng ngày càng phát triển lên. Dạ. Đó là điều tôi mong muốn. Đem cái lợi ích cho người dân, bảo đảm an toàn cho người dân. Điều đó tôi rất là hài lòng cái chuyện ông Trọng ông làm. Còn cái lũ ở bên đây á, thật sự nó xấu xa nhiều lắm. Có bao giờ nó đem lên nó nói đâu. Nó chỉ biết nói xấu cho đất nước thôi. Nó chẳng giúp gì được cả. Một mặt nó nói xấu đất nước, một mặt nó bao che cái sự xấu xa bên đây. Mặt thứ ba là nó kích động, nó xúi dạ người dân trong nước để lật đổ Đảng Cộng sản thôi. Những người mà nghe tụi nó là con đường đi chết thôi. Đừng nghe. Vậy thôi. Mai các anh mà muốn mở diễn đàn á, sớm đi tôi lên tôi sẽ nói rõ. Khoảng mấy giờ thì thuận tiện cho anh? Thì nếu mà anh cảm thấy chiều nay anh mở được á, thì sáng ngày mai tôi ngủ dậy tôi lên á, tôi chia sẻ nhiều hơn hả? À, coi như là cái múi giờ cuối mờ mình cách nhau 12 tiếng đúng không? 13. 13 tiếng. Chẳng hạn như là chiều 7 giờ chiều tối bên đó là 8 giờ sáng bên này. Anh cứ tính đi. Dạ, em hiểu rồi. Bây giờ có Chung á, Chung muốn anh có phiền không thì Chung xin hỏi anh câu đó, tại vì đã giờ em với thân hỏi Chung chưa hỏi. Em hỏi ngắn gọn thôi anh ạ. À. Có nghĩa là qua cái tin rồi, tại vì ở nhà người ta ngủ á mình không có nói được. Hẹn ngày mai đi. Chiều nay bên Việt Nam á. Thấy không? Anh các chị muốn hỏi cái gì tôi sẽ trả lời thẳng thắn. Okay. Mong các anh thông cảm nha, bên này cũng phiền. Dạ không sao anh. Rồi cảm ơn anh. Chào. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ cảm ơn anh nhiều.